Các bạn thân mến, trong những ngày này thì cái mà nhiều ngành nghề buôn bán đều là ế ẩm, thì nghề bán mà xe máy thì cũng không tránh khỏi các bạn nha. Thì các bạn thấy không? Xe không chân ra ngoài luôn, để trong nhà đứng hình hết các bạn ơi. Các bạn thấy không? Tất cả đều im lặng như tờ. Khỏi chân ra ngoài luôn. Đó, bên ngoài chỉ có vài chiếc xe vậy thôi. Bỏ ra làm kiển. Không mua không về. Đứng nguyên hình. Thật là ế ẩm. Xe ế quá. Xe ế quá các bạn ạ. Ế quá. Chắc phải hạ giá để bán thu hồi vốn thôi, ế quá ế rồi. Bạn nào mua xe gì thì comment nha, trả được giá mình bán. Năm triệu, ba triệu, bảy triệu, mười triệu.